Em có cần anh đưa đi khám không? Em không sao. Hay là vợ chồng mình đi đón Cubin rồi ra nhà hàng ăn, em đỡ phải nấu nướng. Không cần đâu anh, em nấu cũng đơn giản thôi mà. Chào anh ạ. Chào anh, chào anh. Tôi là phóng viên quan tâm tới vụ trung tâm thể thao. Tôi có nguyên tắc không làm việc ngoài giờ hành chính, mong các bạn thông cảm nhé. Xin lỗi anh, nhưng cả ngày không gặp anh ở công ty nên chúng tôi phải đợi ở đây. Vụ việc đó chúng tôi sẽ có văn bản giải trình lên ủy ban thành phố. Khi nào có văn bản chính thức tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Còn bây giờ tôi không có quyền phát ngôn gì hết. Chúng tôi muốn trao đổi với anh với tư cách người chủ trì thiết kế. Người chủ trì không phải là tôi, các bạn nhầm rồi đấy. Chúng tôi có vài văn bản chứng minh anh là người phụ trách, đồng thời trực tiếp điều chỉnh thiết kế dẫn đến sự cố. Anh không tiếp cũng không sao. Tôi xin bức ảnh kèm theo tiết bài. Người chủ trì thiết kế từ chối trả lời phỏng vấn. Anh cứ để họ gặp anh đi. Mời mọi người vào. Vâng. Đấy, sự việc là như thế. Nhưng chúng tôi chưa phát ngôn gì, vì muốn để tự cô ấy chính thức nhận trách nhiệm về việc này. Về lý thuyết, tôi là trưởng phòng thiết kế khi đó, tôi cũng phải nhận một phần trách nhiệm. Nhưng cùng một lúc có quá nhiều dự án song song, nên theo quy định riêng của công ty, thì người chủ trì thiết kế sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về công trình. Dự án đó khi tôi kiểm duyệt thì chưa bị thay đổi. Người chủ trì đã tự thỏa thuận với bên B mà tôi không hề hay biết gì cả. Mời mọi người. Vâng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị ạ. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Vâng. Dạ. Anh Hưng, nhưng tôi lại nghe nói kiến trúc sư Gia Tuệ sẽ chấp nhận làm con tốt. Tôi không hiểu ý các bạn. Có tin đồn anh với Gia Tuệ là một cặp. Có thể suy đoán, để cứu anh, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm. Nhà báo các bạn dạo này hay dựa vào tin đồn quá. Các bạn không thấy vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc à? Tôi đâu phải là kẻ ngu ngốc mà để xảy ra chuyện đó. Còn Tuệ cô ấy độc thân, có thể quan hệ với người này người khác. Mà cũng không ngoại trừ cô ấy có vấn đề tình ái với người bên B, nên đã nhân nhượng cho sở thiết kế. Cảm ơn anh. Xin phép anh cho chúng tôi chụp thêm vài tấm hình. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn. Vâng, hy vọng anh tiếp tục hợp tác. Khi nào có văn bản chịu trách nhiệm chính thức của người chủ trì thiết kế, anh cho chúng tôi văn bản đó nhé. Vâng, tất nhiên rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chào anh. Cảm ơn vì sự hợp tác của anh. Sao anh có thể nói dối như vậy? Tại sao ư? Câu đó anh phải hỏi em chứ. Chẳng phải em đã biết rõ tình hình khó khăn của anh mà. Em muốn anh rơi xuống vực thẳm à? Tuệ còn chưa nhận lời, sao anh lại khẳng định với phóng viên là trách nhiệm thuộc về cô ấy? Mà còn nữa, anh có nhất thiết phải nói là cô ấy có quan hệ tình ái với người này người khác không? Anh có còn liêm sỉ không? Hả? Em đứng về phía tình địch của mình từ bao giờ thế? Anh có nghe nhầm không? Cô ấy là người thế nào, anh biết rõ hơn em. Anh thừa nhận cô ấy si mê anh. Nhưng thứ tình yêu yếu đuối đó chỉ khiến anh thương hại. Và bây giờ anh thấy mệt mỏi. Cô ấy muốn tử vì tình, thì anh biết làm thế nào? Chuyện này cũng coi như cho cô ấy cơ hội đi. Đã gửi tin nhắn cho anh. Cô ấy đã gửi bản giải trình thừa nhận trách nhiệm đến công ty. Việc này sẽ được công bố chính thức tại cuộc họp báo chiều tối mai. Việc thông tin cho phóng viên chỉ là vấn đề thời gian. Phong Lan, anh sẽ thoát nạn. Chị gọi tôi ra đây có việc gì? Tôi đã gửi tin cho chồng chị rồi. Anh ấy chưa nói gì với chị sao? Không phải vì chuyện đó. Tôi có chuyện cần nói với Tuệ. Tôi phải dự cuộc họp báo trong vài tiếng nữa. Tôi đến đây cũng vì điều đó. Tôi vì để tình riêng.
nên đã đồng ý với người bên B để chỉnh sửa thiết kế và không hỏi ý kiến người phụ trách. Câu chuyện sẽ được thông báo chính thức như thế. Tôi cũng đã dự liệu những việc sẽ xảy ra rồi. Chị gặp tôi có phải để xác nhận những điều này không? Tôi muốn Tuệ từ chối nhận trách nhiệm này. Mọi việc đã đến lúc phải về đúng vị trí của nó rồi. Tuệ không có lỗi. Hãy rút lại việc thừa nhận trách nhiệm đi. Tại sao chị lại muốn như thế? Tuệ thực sự muốn anh Hưng yên ổn, hạnh phúc ư? Cả khi hạnh phúc đó không có Tuệ, cả khi người đó đi qua đời Tuệ như rời một ga trên đường, không một lần ngoảnh lại, không một chút xót thương. Chúng ta có thể dừng ở đây không? Tôi phải đi rồi. Tuệ, hãy nghe tôi một lần.